Hello, chào anh em, chào anh em quay trở lại với channel của mình. Và mình là Minh Lâm đây anh em. Vẫn như mọi ngày thôi, ngày nào mình làm video thì mình cũng đều chia sẻ luôn đến cho anh em, để cho anh em chúng ta có một số cái kinh nghiệm, một số cái mẹo để anh em chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ thắng khi anh em chơi tài xỉu lên. Trả lại xỉu phát nữa này. Quên đấy. Đang đánh tiền nhiều nó quen rồi á. Anh em là người mới thì đừng quên để lại cho Minh Lâm xin một cái đăng ký kênh em nhé. Và đừng quên like cái video này. Kênh của mình thì luôn luôn làm với những nội dung liên quan đến cái mẹo chơi tài xỉu, để có thể giúp anh em chúng ta nâng cao tỷ lệ thắng khi anh em chơi tài xỉu. Và kênh của mình thì không phải là kênh mà khuyên anh em nên chơi tài xỉu, nên là nếu mà anh em là người mới xem kênh này thì chơi tài xỉu rất là khó. Nên nếu mà khi chơi anh em nên cân nhắc nhá, chứ không phải là anh em thích thì anh em vào anh em chơi đâu. Tài xỉu không phải là cứ vào thấy người ta đánh hay vào đánh mà kiếm được tiền đâu, rất là khó. Tám xỉu. Mình cứ đi nhẹ nhẹ vốn đã, vì là nó chưa gãy tay nào nên là mình cũng chưa dám vào lớn hẳn. Cái 2M đều đã. Vốn 15M thì nói chung là kể cả anh em có 10M thì anh em cứ chia nhỏ số tiền anh em ra. Anh em cứ chia là 1/10 số vốn thôi. Công thức thì anh em có thể là dựa vào một cái mẹo, ví dụ như mẹo bắt bằng cầu điểm hay là mẹo bắt bằng cầu xí ngầu. Và thường thì mình hay bắt bằng cầu xí ngầu cũng như là cầu điểm phiên này này. Đấy là những cầu mà mình hay bắt nhiều nhất. Có một vài anh em có nhắn tin cho mình bảo anh ơi em cái nhóm mà tham gia cái nhóm nhận lộc ấy, thì là thực ra cái nhóm đấy chả phải của mình. Nhóm đấy là của bên 68 chứ có của mình gì đâu. Chẳng qua là mình tìm thấy, mình thấy đội support họ nhắn tin, họ thấy mình làm video trên YouTube ấy, thì họ nhắn tin thì họ bảo là anh ơi bên em có cái nhóm nhận lộc như thế thì anh gài vào cho mọi người và nhận lộc thôi, chứ còn mình cũng chả biết đâu anh em ạ. Nên là có gì anh em cứ nhắn tin trực tiếp các bạn trong đấy thôi, chứ còn lộc lái trong đấy mình quan tâm đâu, mình cũng được cái gì đâu. Nên là vào 100k này, mình đánh mỗi côn thì một vài m mất 100k, lộc được 100k lấy làm gì. 11 3 14 à, con này báo xỉu à, báo xỉu. Nếu mà gãy tay này thì tay sau chúng ta đánh mạnh. Hiện tại vẫn đang còn lãi vì là vốn của mình là 13m này. Vốn của mình 13m. Đang còn lãi một chút. Hầu như là chả khi nào mà mình nạp số tiền lớn đâu. Có duy nhất một lần là mình bị gãy 190m là khi mình chơi con bắn cá, gãy trong đúng một đêm luôn. Lúc đấy là mình say rượu và mình khá là ngáo đét. Về chơi là cuốn ấy. Hôm đấy là say rượu đúng là thật sự là không kiểm soát được anh em ạ. Đấy, trong năm thì anh em ăn được 4 là khá là ngọt ngào rồi. Anh em không còn chê trách gì hơn được rồi. Đấy, mẹo bắt đầu xí ngầu đó. Anh em mà chưa biết anh em hoàn toàn có thể xem lại những cái video cũ của mình. 5-4 là 9-9 thì 5-4 con này vẫn thêm được một tay xỉu nữa. Tay này thì mình đánh nhẹ thôi. Mình đánh đi 800 thôi vì là tay này nó cũng đang ở trong cái diện mà nằm ở tay 5. Mình đã chỉ anh em khá nhiều. Khi mà anh em đã ăn được thông 4 thì tốt nhất anh em tay 5 anh em nghỉ, không nên ăn, không nên tham. Còn có nhiều anh em thì cũng bắt thông được 6-7 tay, thậm chí là 10 tay. Trong đấy có mình bắt được thông nhiều nhất là 10 tay, 12 tay, nhưng không ít khi mà để mà mình chơi quá 5 tay. Đấy. Lãi đầu xong rồi về sau lại trả lại thì là bằng nhau, đúng không? Tiền của anh em thì anh em nên giữ thôi, còn chơi hết thì anh em đừng có kêu ca. Báo vàng. Địt mẹ mà gãy luôn tay 5 này, thấy không anh em? Đấy, nên là nếu mà anh em cứ tham kiểu này thì anh em chúng ta mất tiền thôi. Thôi vốn nhỏ thì ăn lãi nhỏ vậy, tầm này là nghỉ được rồi. 13M lên 22M cũng được một tí anh em ạ. Cũng được 9M này. Ở bên này thì nó cũng khá nhiều con game để anh em lựa chọn, với những nhiều con siêu xe này. Đây,
bắn cá này thì tốt nhất là phải tỉnh táo và đừng có say rượu và bắn nhà, vì bắn cá này rất là cuốn. Mình khẳng định luôn, mình chưa thấy con nào mà chơi cuốn như con bắn cá này luôn đấy. Nên là tốt nhất anh em chơi anh em có thể để ý. Còn những anh em mà muốn chơi trực tiếp ấy thì anh em có thể lên những sảnh live này, anh em để ý là những cái game uy tín ấy thường thường nó có những cái sảnh live như này. Đấy, và Gold 8 Sunwin 68 thì chỉ có đúng 3 con game này nó có sảnh live thôi, còn chả con nào có sảnh live cả. Và tới thì hôm qua mình có lên Gold 8 thì Gold 8 nó lại chuẩn bị chuyển qua cái cổng Hit Club, nên anh em còn tiền với Gold 8 anh em cứ rút ra nhá. Tránh trường hợp anh em bị mất tiền đấy. Đến khi nó chuyển hẳn gần cổng game rồi anh em không nhận được thông báo, anh em mất tiền oan đấy. Thì video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc ở đây rồi anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chào tạm biệt anh em.